Chương 13: Tổng kết và những lưu ý khi làm doanh nghiệp loại hình sản xuất thức ăn chăn nuôi. Khi làm các loại hình doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp loại hình sản xuất thức ăn chăn nuôi nói riêng, những việc kế toán luôn phải lưu ý đó là cân đối nguồn tiền mặt. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, thường chủ doanh nghiệp hay bỏ tiền túi ra để mua hàng, dẫn đến quỹ tiền mặt bị thiếu hụt. Kế toán phải cân đối, không để tiền mặt âm bằng cách làm hợp đồng mượn tiền của sếp để bù đắp vào. Khi dư lại phải xuất ra để trả sếp. Cân đối hàng tồn kho. Luôn kiểm tra lượng nhập xuất tồn trong kho, không để xuất hóa đơn quá lượng tồn kho hiện có. Đặc biệt với những doanh nghiệp nhỏ, hóa đơn mua vào thường không đầy đủ, dẫn đến khi xuất ra bị âm hàng. Cách xử lý đó là hạch toán giá nhập kho tạm tính của hàng hóa đó, sau đó phải lấy hóa đơn đầu vào để bù đắp cho kịp thời. Thường xuyên đối chiếu lại các loại thuế đã nộp, chưa nộp để nộp kịp thời, tránh bị phạt chậm nộp. Cuối tháng phải xem đã tính giá hàng xuất kho chưa, đã phân bổ hết chi phí trả trước chưa, đã tính khấu hao tài sản cố định chưa, và kiểm tra xem chi phí nào là hợp lý, không hợp lý để loại trừ. Lưu ý, làm biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả đến hết 31 tháng 12. Nếu còn dư có tài khoản 131, xem có phải xuất hóa đơn theo luật định hay không. Và xem dư có tài khoản 331 có hợp đồng trả chậm theo đúng quy định hay chưa. Bởi vì khi quyết toán thuế, cơ quan thuế rất hay hỏi đến phần dư có tài khoản 131, tại sao doanh nghiệp lại không xuất hóa đơn cho khách, và phần dư có tài khoản 331, vì sao mà công ty chưa thanh toán. Nếu quá hạn mà công ty chưa thanh toán, cơ quan thuế có thể loại hóa đơn đầu vào này làm giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và giảm giá vốn nếu hàng đã bán, hoặc giảm chi phí nếu là hóa đơn chi phí. Với doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi thì điều các bạn cần lưu ý nhất đó là các bước tập hợp để tính giá thành sản xuất. Với doanh nghiệp sản xuất thì giá thành bao giờ cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu để doanh nghiệp định ra giá bán sao cho vừa có lãi, vừa có sức cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy, tôi sẽ đưa ra cho các bạn một số trường hợp sai sót hay mắc phải nhất trong việc tính giá thành và cách xử lý sai sót. Trường hợp sai sót hay gặp phải thứ nhất, đó là vào sai mã kho. Tôi ví dụ hóa đơn ngày 19 tháng 4 của công ty màu xanh Bremic Health, nó là kho vi lượng nhưng chúng ta vào nhầm là kho nguyên liệu thô. Thì cách phát hiện ra sai đó là khi bạn kiểm tra đối chiếu giữa tổng hợp nhập xuất tồn của kho nguyên liệu thô và sổ chi tiết tài khoản 15211. Các bạn để ý phần phát sinh nợ của tài khoản 15211 là 659254, nhưng phần tổng hợp nhập xuất tồn lại là 702154, như vậy sẽ lệch ra là 42.900.000. Và ta nhìn ở đây ta thấy lệch đúng mã Bremic Health 1.000 kg. Như vậy cách xử lý đó là chúng ta vào tổng hợp nhập xuất tồn, sau đó chúng ta vào chi tiết của mặt hàng này để chúng ta sửa trực tiếp trên hóa đơn, sửa về đúng kho. Cách sửa thứ hai đó là chúng ta sửa phần khai báo danh mục vật tư, chúng ta vào sửa cái phần ngầm định. Các bạn đặt tên mã kho cho nó là kho vi lượng, thì khi các bạn nhập nó sẽ tự động nhảy là kho vi lượng. Thế trong quá trình nhập ta sẽ không bị sai. Sau khi sửa xong, các bạn phải đi tính lại giá trung bình kho của hai kho liên quan, đó là kho nguyên liệu thô và kho vi lượng. Sau đó các bạn phải tính lại giá thành và kết chuyển lại cuối kỳ. Trường hợp sai sót hay gặp phải thứ hai đó là vào sai mã sản phẩm. Tôi ví dụ ngày 28 tháng 4, mã vật tư VT001, lượng xuất là 19.500 thuộc mã sản phẩm VB243, nhưng chúng ta lại vào nhầm mã sản phẩm VB209. Đây, VT001, 19.500 là mã VB243, nhưng chúng ta lại vào VB20925. Thì cách kiểm tra sai đó là các bạn sau khi tính giá thành xong thì các bạn vào
tổng hợp số phát sinh nguyên vật liệu theo sản phẩm và vào báo cáo hàng nhập nhóm theo hai chỉ tiêu. Sau đó các bạn kết xuất ra Excel và copy vào file kiểm tra giá thành giống như tôi đã hướng dẫn. Sau đó các bạn tính khối lượng nguyên vật liệu xuất và khối lượng thành phẩm nhập sẽ ra được cột định mức. Các bạn nhìn vào những chỗ tôi bôi vàng đây, định mức của VB209 và VB243 đang bị sai so với định mức phía xuất kho, đó là 1003. Như vậy, các bạn phải vào chi tiết của các phiếu xuất kho mà có chứa mã VB209-25 và VB243-25 để các bạn kiểm tra xem phiếu nào sai thì các bạn sửa lại cho đúng. Sau khi sửa xong thì các bạn phải chạy lại giá thành và kết chuyển cuối kỳ. Mặc dù tính dòng tổng cộng giá thành đây các bạn kiểm tra so với Excel là khớp, nhưng khi bạn vào sai mã sản phẩm thì giá thành đơn vị cũng sẽ bị sai. Và nhìn vào định mức này cũng không hợp lý. Do vậy mà các bạn phải sửa lại cho đúng. Trường hợp sai sót hay gặp phải thứ ba đó là những chi phí phân bổ chung cho sản phẩm như chi phí 622, 627. Khi hạch toán các bạn quên không khai báo mã phân xưởng, thì khi tính giá thành theo phân xưởng, những chi phí mà chưa tập hợp vào phân xưởng sẽ không lên giá thành. Cách kiểm tra đó là các bạn vào sổ chi tiết tài khoản 622, 627 kiểm tra nếu thấy còn dư nợ. Đây ví dụ như tôi kiểm tra tài khoản 627 còn dư nợ 63, 128, 120. Chúng ta nhìn chi tiết vào các hóa đơn thấy đúng số tiền của hóa đơn này. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra là chúng ta chưa khai báo hết mã phân xưởng và chúng ta sẽ vào chi tiết để sửa lại cho đúng. Sau khi sửa xong thì các bạn phải tính lại giá thành và kết chuyển lại cuối kỳ. Như vậy là chúng ta đã đi được hết toàn bộ 13 chương của khóa học kế toán sản xuất và tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi. Không biết là các bạn đã nắm vững được các kiến thức bao gồm cả lý thuyết và kinh nghiệm thực tế mà tôi đã truyền đạt cho các bạn chưa? Nhưng thú thực mà nói thì hầu như kinh nghiệm 12 năm làm kế toán tôi đã đúc kết truyền đạt đến các bạn khoảng 90%. Nên tôi mong các bạn hãy chú ý lắng nghe từng lời giảng một cách cẩn thận thì các bạn sẽ thấy được hầu hết những vướng mắc mà các bạn đã và sẽ gặp phải để có khả năng xử lý tình huống. Lúc mới ra trường, phải mất mấy năm làm trái ngành, sau đó tôi mới vén duyên dần với nghề kế toán. Những kiến thức kế toán hầu như cũng quên sạch, ngoài nhớ mấy nghiệp vụ định khoản cơ bản. Tôi cũng phải bắt đầu lại từ đầu, đó là nghiên cứu tìm hiểu những người đi trước, những kế toán của các công ty đối tác và cả cán bộ thuế ở đội tuyên truyền hỗ trợ. Họ rất sẵn lòng giải đáp. Và dần dần, sau nhiều đợt quyết toán thuế cho các công ty, tôi đã hiểu thêm nhiều về chế độ chính sách kế toán. Các bạn ạ, kiến thức kế toán là vô cùng rộng lớn. Mỗi doanh nghiệp, mỗi loại hình sản xuất kinh doanh lại có một đặc thù riêng. Vì vậy, theo tôi nghĩ, làm đến đâu chúng ta học hỏi nghiên cứu đến đó là cách để chúng ta đi đến thành công một cách nhanh nhất. Không quá dàn trải miên man đến những kiến thức mà chúng ta chưa cần đến để có thời gian tập trung vào những việc cấp thiết hơn. Chính vì vậy mà sàn kế toán mới có ý tưởng xây dựng video bài giảng áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp cụ thể trên từng chứng từ thực tế. Tôi nghĩ đây là ý tưởng thiết thực và hợp lý với những gì mà các bạn phải bỏ ra, tiền bạc cũng như thời gian. Vì vậy, nếu đã quyết định học thì các bạn hãy đầu tư thời gian một cách hợp lý và thực hành đến cùng. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Sau khi học xong khóa học này, các bạn có thể áp dụng cho các loại hình sản xuất kinh doanh giản đơn như doanh nghiệp sản xuất bao bì, phân bón, gạch, ngói, sản phẩm gốm sứ. Đó là những doanh nghiệp liên quan đến việc tính giá thành sản xuất. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia khóa học này. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công.